năm xưa, vì tình thương con Chúa hiền mình treo trên thập hình mở nguồn ân phúc. Thì ngày nay con xin dâng hết cả cuộc đời đem yêu thương nối lại tình người mỗi nơi. Năm tháng dài con không có điều chi dâng lên Ngài để gọi là đền đáp tình yêu. Bao nhiêu lần lòng phai lãng này con ngang nắng hối hận muôn vàn, dâng xin Ngài dù tình thương ta quanh con người khổ đau tha thiết van nài.